Chiều ngày 3 tháng 11, Công an tỉnh Hòa Bình đã họp báo thông tin kết quả điều tra vụ án cướp tài sản xảy ra vào ngày 29 tháng 10 tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại phố Lâm Hóa, xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Vụ án xảy ra ngày 29 tháng 10 đến 20 giờ ngày 2 tháng 11, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng gây án là Phạm Văn Sĩ sinh năm 1977, trú tại tỉnh Hòa Bình, khi đang lẩn trốn tại số 109 phố Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lực lượng chức năng đã thu hồi được hơn 146 triệu đồng là số tiền đối tượng cướp tại ngân hàng và thu giữ được nhiều vật chứng có liên quan. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Sĩ về hành vi cướp tài sản. Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã chúc mừng và thưởng cho ban chuyên án số tiền là 10 triệu đồng. Ghi nhận những thành tích đạt được, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã tặng giấy khen cho 6 cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình tặng giấy khen cho 6 tập thể và cá nhân vì đã có thành tích phá chuyên án.